Chào các bạn. Chào mọi người đã ghé qua kênh YouTube Đoàn Mãn 07. Mến chúc các bạn và gia đình một ngày cuối tuần dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ cập nhật những hình ảnh mới nhất về tình hình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đến với các bạn. Chúng ta đang xem là dòng sông Tiền và phía xa là cầu Mỹ Thuận 1. Hai trụ tháp ở phía trên đang xây dựng là hai trụ chính của cầu Mỹ Thuận 2 nằm trong tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Ở đây cho chúng ta thấy một hình ảnh khá là rõ nét về cầu Mỹ Thuận 2 đang xây dựng. Hiện tại mình đang ở trên đường dẫn vào cầu Mỹ Thuận 2. Các bạn thấy hình ảnh khá là bề bộn trên công trường đang xây dựng. Ở phía bờ Vĩnh Long, các nhà thầu hiện nay đang tập trung xây dựng các đường gom và đường dẫn vào cầu. Các bạn thấy một đoạn được giải phóng mặt bằng khá là rộng lớn nằm ở phía bờ Vĩnh Long. Hiện nay ở phía bờ Vĩnh Long, các nhà thầu đang khẩn trương xây dựng để cuối năm nay xong phần đường dẫn vào cầu và các đường gom ở phía bờ Vĩnh Long. Còn đây là những hình ảnh của dốc cầu Mỹ Thuận 2. Các bạn thấy cát, đất, đá cũng đã tập kết chuyển vào dốc cầu khá là nhiều. Đây là một đoạn đường dẫn vào cầu nên cần phải tôn cao cho bằng với mố cầu. Các bạn thấy mấy hôm nay đã dẫn chuyển cát về đây khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem lại một đoạn hình ảnh về cầu Mỹ Thuận 2 ở phía Vĩnh Long. Ở đây phần gác dầm và nhịp cơ bản đã xây dựng xong. Các đoạn lan can cầu và giải phân cách, các bạn thấy cũng đã xây dựng xong. Tiếp tục quan sát về cầu Mỹ Thuận 2. Hiện tại mình đang đứng trên cầu Cái Đôi. Đây là một chiếc cầu nhỏ nằm trong quốc lộ 80. Phía xa là các dòng xe hướng từ thành phố Vĩnh Long và cầu Mỹ Thuận 1 đang theo quốc lộ 80 để về thành phố Sa Đéc. Ở vị trí này, chúng ta lại có dịp ngắm nhìn hai trụ cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2. Bên phải là hình ảnh của hai trụ cầu Mỹ Thuận 1. Bên trái là cầu Mỹ Thuận 2 đã xây dựng. Hôm nay có rất nhiều phương tiện đi về phía cầu Dòng Cống. Thấp thoáng từ phía xa là hình ảnh của cầu Mỹ Thuận 2 đang nằm dắt ngang quốc lộ 80. Hiện tại mình đang đứng trên cầu vượt quốc lộ 1A. Các bạn thấy phía trước có khá là đông xe ô tô đang theo quốc lộ 1A để lên cầu Mỹ Thuận 1. Chúng ta đang xem là toàn cảnh ở khu vực cầu vượt quốc lộ 1A. Đây là con đường đi về thành phố Sa Đéc. Ở một góc máy quay này, chúng ta lại thấy hình ảnh khác của cầu Mỹ Thuận 2. Từ đây, chúng ta dễ dàng nhận biết tiến độ xây dựng cầu Mỹ Thuận 2.
Đến nay các bạn thấy đã xây dựng lên khá là cao và cũng gần bằng độ cao của trụ cầu Mỹ Thuận 1. Hôm nay lượng xe đi qua cầu Mỹ Thuận 1 các bạn thấy khá là đông đúc. Phía trước là hình ảnh của dòng sông Tiền. Đây là đoạn sông ở phía dưới của cầu Mỹ Thuận. Nơi đây sông Tiền chia thành hai ngã. Bên trái màn ảnh là hướng dòng sông Tiền đi về hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Bên phải là sông Cổ Chiên chạy qua thành phố Vĩnh Long và đi về hướng tỉnh Trà Vinh. Các bạn thấy một đoạn sông Tiền nơi đây khá là rộng, mặt nước mênh mông. Bây giờ mình cùng các bạn xem những hình ảnh phía đối diện là thượng nguồn của dòng sông Tiền. Nơi đây xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Đây là hình ảnh phía bờ Vĩnh Long. Hai trụ chính của cầu Mỹ Thuận 2 ở mỗi trụ được phân ra thành 33 đốt để đổ bê tông. Đến nay đã thực hiện được 25 đốt. Như vậy ở mỗi bên còn khoảng tấp đúc nữa sẽ hoàn thành xong trụ chính. Cứ khoảng từ 7 đến 10 ngày sẽ đổ được một đốt. Các nhà thầu cho biết phấn đấu đến cuối năm nay sẽ đổ xong phần trụ chính. Sau đấy sẽ tiến hành gắp dầm và nhịp chính cho cầu. Phía bờ Tiền Giang, các trụ phụ các bạn thấy đã xây dựng xong. So với hai trường trước đây đã gác thêm một nhịp nữa. Như vậy chỉ còn hai nhịp là ra đến trụ chính. Chúng ta đang xem là một chiếc tàu sắt khá là to chở nhiều chiếc container đang dù qua cầu Mỹ Thuận. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn ngắm lại toàn cảnh hình ảnh của cầu Mỹ Thuận và dòng sông Tiền các bạn nhé. Các bạn thấy hôm nay lượng xe đi qua cầu Mỹ Thuận 1 đi về các tỉnh miền Tây rất là đông. Còn đây là hướng hạ nguồn của dòng sông Tiền. Đứng trên cầu Mỹ Thuận và ngắm dòng sông Tiền, nhìn cảnh người và xe xuôi ngược, các bạn thấy thật là êm đềm và thơ mộng. Cuối cùng chúng ta lại đến bên bờ của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Các nhà thầu cho biết trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 trên công trường xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, các công nhân vẫn khẩn trương làm việc không nghỉ ngơi để kịp tiến độ là cuối năm 2023 sẽ xong toàn bộ cầu Mỹ Thuận 2 và thông xe toàn tuyến công trình cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Tính từ ngày khởi công đến nay, công trình đã đi qua gần 30 tháng. Các bạn thấy tiến độ khá là nhanh so với những công trình trước đây. Hiện nay,
Cầu Mỹ Thuận 1 khá là chật chội. Hàng năm, lưu lượng xe ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tăng lên khá là nhanh. Việc xây dựng và hoàn thành sớm cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đó là niềm mong ước lớn của người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đang xem là một trục chính của cầu Mỹ Thuận 2 ở phía bờ Tiền Giang. Video đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở các video sau. Tạm biệt các bạn.